cầu Mayer trước về đây rồi các bác này, rất là nhiều nhá. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho mình nhé. Chục đợt này mình hàn sẵn luôn, có các cái kích cỡ từ 90, 1m, 1m1. Đấy. Anh em nào ngoài cái cỡ đấy ra mình có thể mua Mayer rời về để làm theo yêu cầu, cái ấy của nó. Còn đây là mình làm sẵn đây rồi, hàn sẵn Mayer về chỉ làm thôi. Đấy. Có cả loại phanh đĩa nhé. Đây Mayer cầu trước này. Trục cầu phanh đĩa rất là nhiều các bạn nhé.